Không được đâu. Tụi tôi đang có người yêu khi người mùa này đó mọi người. Và hiện tại full size của nó giá cực kỳ rẻ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mấy cái đồng tiền Tây đang rất giá mọi người. Ừ. Nếu như cái em lắp để nuôi màu hồng này được ví là bản đúc của Coco Chanel và được các bạn nữ rất thích thì màu đen được gọi là cái bản mà nam nữ đều dùng được là unisex đó mọi người. Mùi của nó thiên về trái cây, đặc biệt là nốt hương cam chanh. Tuy nhiên cái mùi mà Sunny phải nói là chỉ dành cho nam thôi, rất là man. Và được ví là bản đúc của Dior Sauvage. Mùi này nó khẳng định điều rất là man, là canh được man lắm. Nam tính và lịch lãm, tôi đảm bảo là rất là cuốn luôn ấy. Nó là sự kết hợp một chút hương bưởi, một chút hương chanh và hoa oải hương. Nói chung là cái mùi của nó, cả gỗ nữa, nói chung cái mùi nó phải nhắc lại một lần nữa là rất là men. Nó lưu hương từ 7 đến 12 tiếng nhá. Còn nếu các bạn xịt vào quần áo thì tôi không biết nó thơm mấy ngày luôn. Hương rất là dai. Tôi mà có bồ tôi sẽ tặng bồ á. Hiện tại là tôi chưa có bồ thôi. Nhưng mà tôi ngửi cái này tôi cảm giác đỡ cô đơn.